Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong một thời gian ngắn, lãi suất huy động của các ngân hàng liên tục thay đổi. Nhiều ngân hàng đã tăng lãi suất huy động với mức cao kỷ lục. Điều này khiến cho người gửi tiết kiệm mừng, nhưng các doanh nghiệp thì lại đang khát vốn, họ cảm thấy rất lo lắng. Việc tăng lãi suất huy động của các ngân hàng sẽ tác động rất lớn đến nền kinh tế. Ở trong bối cảnh này thì việc đầu tư dòng tiền vào đâu để đạt được hiệu quả đang được người dân và các nhà đầu tư quan tâm. Và để chia sẻ về vấn đề này, ngày hôm nay chúng tôi có mời tới trường quay khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế, để có thể trao đổi cụ thể về câu chuyện này. Vâng ạ, trước tiên xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, trước bối cảnh các ngân hàng liên tục tăng lãi suất huy động, xin ông cho biết là cái việc tăng lãi suất này sẽ tác động như thế nào tới nền kinh tế của nước ta? Trước hết chúng ta biết rằng là đến cái thời điểm hiện tại thì hơn 90 ngân hàng trung ương các quốc gia trên thế giới đã có hơn 250 lần nâng lãi suất, và đặc biệt là có những cái ngân hàng nâng lãi suất với mức rất cao như là ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã nâng lần thứ 6, trong đó 4 lần liên tiếp nâng lãi suất mỗi lần 0,75 điểm phần trăm. Và rõ ràng khi mà cái lãi suất của cái đồng đô la Mỹ tăng ấy thì giá trị đồng đô la Mỹ nó tăng lên so với các cái đồng tiền có quan hệ với nó. Và vì thế cho nên hầu hết các cái quốc gia trên thế giới ấy, thì cũng đều thực hiện cái việc nâng cái lãi suất của mình để mà vừa đảm bảo là cái khoảng cách giữa đồng đô la Mỹ với cái đồng tiền của mình nó không xa quá. Cái thứ hai nữa là nâng lãi suất đó đồng thời nó góp phần giảm cái áp lực lạm phát với cái đồng tiền của cái nước chủ nhà. Và nó đảm bảo cái áp lực về tỷ giá nó giảm đi. Vì thế cho nên ấy là trong cái thời gian gần đây thì dưới cái áp lực tăng cái giá của cái đồng đô la Mỹ thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã 2 lần nâng cái lãi suất mỗi lần 1%. Và rõ ràng là với cái việc nâng cái lãi suất điều hành ở các cái khoản khác nhau của cái nền kinh tế ấy, thì nó làm cho cái lãi suất của nền kinh tế cũng phải tăng lên. Tất nhiên về phương diện mà cái lãi suất huy động ấy, thì chúng ta thấy rằng là các ngân hàng cũng đã vào cuộc, và có những cái ngân hàng đã đưa ra cái lãi suất tương đối cao, thậm chí 10-11% với cái lãi suất huy động tiền gửi. Và rõ ràng với cái lãi suất cao như thế ấy, thì cái lượng tiền của nền kinh tế nó sẽ quay trở lại, nó hút vào ngân hàng. Đương nhiên nền kinh tế nó có một cái giới hạn nhất định thôi, cái lượng tiền dư thừa, và khi mà nó đã quay vào ngân hàng thì ở các kênh khác nó sẽ giảm đi. Cái điều thứ hai là khi mà cái lãi suất huy động đã tăng lên ấy, thì lãi suất đầu vào đã tăng thì lãi suất đầu ra trước sau cũng sẽ tăng. Mặc dù hiện nay ngân hàng nhà nước đang cố gắng sử dụng các cái biện pháp khác nhau, từ cái việc bơm tiền rồi đáp ứng những cái yêu cầu về vốn giá rẻ cho các ngân hàng thương mại, để từ đó ngân hàng thương mại có thể ổn định cái lãi suất cho vay ra với nền kinh tế. Và trong cái thời gian trước mắt thì chúng ta thấy rằng cái lãi suất vay ở hầu hết các ngân hàng nó cũng chưa tăng, hoặc nếu có tăng thì nó chỉ tăng 0,5-1% thôi, thì nó cũng chưa có cái gì nó ghê gớm. Nhưng về lâu về dài thì rõ ràng là cái lãi suất cho vay nó cũng sẽ tăng lên, và khi lãi suất cho vay tăng lên thì cái chi phí vốn của doanh nghiệp tăng, nó sẽ làm cho cái quá trình mà sử dụng vốn của doanh nghiệp nó tiết kiệm hơn, nhưng nó cũng làm cho doanh nghiệp người ta giảm thiểu cái huy động vốn vào sản xuất, và cái chi phí sản xuất nó phải tăng lên, cái áp lực lạm phát nó lại tăng đó, và từ đó nó làm cho cái tăng trưởng của nền kinh tế có thể chậm lại, mà cái áp lực lạm phát nó tăng lên. Và vì thế cho nên về phía ngân hàng nhà nước thì vẫn đang cố gắng để giữ cho cái lãi suất đầu ra phục vụ cái cho vay sản xuất kinh doanh nó ở cái mức ổn định. Vâng ạ, rõ ràng việc các ngân hàng tăng lãi suất huy động vốn thì sẽ tác động tới cái lượng tiền gửi của người dân và ngân hàng sẽ nhiều hơn. Ở một cái chiều ngược lại thì các doanh nghiệp đang khát vốn thì họ lại cảm thấy rất lo lắng. Quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này? Tất nhiên như tôi đã nói, thực tế thì cái lượng tiền mà dư thừa trong nền kinh tế họ có thể đầu tư vào các cái kênh khác nhau để mà sinh lời. Nhưng rõ ràng trong cái điều kiện như cái thời gian vừa qua thì chúng ta thấy rằng là thực tế các doanh nghiệp rất khó huy động cái nguồn tiền mà nhàn rỗi từ cái nền kinh tế. Một phần do chúng ta có các cái thay đổi và làm cho cái thị trường trái phiếu riêng lẻ của các cái doanh nghiệp nó hiệu quả hơn, nhưng đồng thời cũng siết chặt các cái điều kiện và các cái yêu cầu về phát hành cũng như mục đích sử dụng và cái việc bán cho các cái chủ thể mà chỉ là nhà đầu tư chuyên nghiệp với cái yêu cầu cao hơn. Và vì thế cho nên bản thân doanh nghiệp ấy, nếu mà huy động mà vay trực tiếp ấy, thì thực là khó khăn. Mà thông qua phát hành trái phiếu thì chúng ta lại đang đợi để mà coi như các cái điều kiện của doanh nghiệp nó phải được thực hiện theo đúng cái Nghị định 65 mới của bên Bộ Tài chính và của Chính phủ, thì lúc đó mới có thể phát hành được. Và rõ ràng thì trong cái cơ chế mà huy động vốn như hiện nay, các doanh nghiệp đi vay của ngân hàng cũng không dễ dàng gì. Vì thứ nhất là nó phải đảm bảo các cái điều kiện là có các cái báo cáo tài chính, rồi đảm bảo kinh doanh có lãi, có cái tài sản đảm bảo, rồi không có cái nợ xấu vân vân. Thì lúc đó mới được vay. Và rõ ràng là doanh nghiệp cũng lo lắng cho cái giai đoạn mà đang chạy nước rút từ nay đến cuối năm để đáp ứng các cái yêu cầu về lễ Tết, về Giáng sinh cũng như là cái Tết âm lịch sắp tới. Và rõ ràng đó là cái điều doanh nghiệp lo là cũng hợp lý. Vâng ạ, theo quan sát của chúng tôi thì càng gần về cuối năm, thị trường bất động sản hiện nay gần như là nằm im, và ở một số những phân khúc giao dịch bất động sản thì không có thanh khoản và giao dịch ở mức rất là thấp. Đặc thù là với cái thị trường bất động sản, khi mà thị trường này lúc sôi động thì đây là một kênh đầu tư rất hấp dẫn cho giới đầu tư khi mà thu hút một cái lượng tiền rất là lớn. Bên cạnh đó thì cái kênh chứng khoán ấy, thì cũng đỏ đèn liên tục và khiến các nhà đầu tư cũng không còn mặn mà bởi vì họ đang cảm thấy là không còn an toàn nữa. Vậy thì ở cái góc độ là một chuyên gia kinh tế, trong bối cảnh này, theo ông thì các nhà đầu tư nên đầu tư vào đâu để đạt hiệu quả khi mà họ đang sở hữu một cái nguồn tiền nhàn rỗi? Vâng, nếu như các nhà đầu tư đang sở hữu một cái nguồn tiền nhàn rỗi thì rõ ràng trước hết và trong ngắn hạn, các cái nhà đầu tư có thể đưa cái tiền nhàn rỗi của mình vào ngân hàng. Vì rõ ràng là cái lãi suất ngân hàng đang tăng cao lên và nó cách tương đối xa với cái mức lạm phát, để từ đó cái lãi suất thực dương cho các cái nhà đầu tư. Tuy nhiên ấy, thì thực tế mà nói thì cái kênh tiền gửi tiết kiệm này nó chỉ mang cái tính ngắn hạn thôi, và với những cái nhà đầu tư mệt mỏi cũng chờ thời để mà thực hiện đầu tư thì cái đó là cái mà nó cũng hợp lý. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là đối với cái bất động sản này thì nó sẽ có nhiều vấn đề, và đặc biệt là những cái phân khúc mà nhà ở cao cấp rồi là các cái chung cư cao cấp ấy, thì nó đang có cái điều tiết. Và ngay trên thị trường bất động sản bây giờ, các cái nhà đầu tư cũng có thể được hưởng lợi khi mà các cái chủ đầu tư họ đang bán các cái bất động sản với những cái ưu đãi rất là mạnh, không ạ? Và thực ra đó là một cái hiện tượng giảm giá. Tuy nhiên là chúng ta cũng thấy rằng thị trường bất động sản thì 2-3 cái năm vừa rồi, mặc dù cái đại dịch nó bùng phát, kể cả như năm nay, thanh khoản rất thấp nhưng mà giá của bất động sản không giảm. Và rõ ràng chúng ta cũng đang chờ đợi cái kênh bất động sản này nó tái cấu trúc để mà các cái nhà đầu tư mà sử dụng cái đợt bày tín dụng lớn sẽ rời khỏi thị trường, thì lúc đó cái giá nó có thể có những cái giảm sút. Cái thứ hai là đối với cái kênh chứng khoán ấy, thì đây đang là một cái kênh mà nó phản ánh không đúng. Bởi vì rõ ràng trong cái năm 2021 khi mà chúng ta mở cửa thì cái quý 4 đã tăng trưởng rất tốt. Rồi trong cả cái thời gian 10 cái tháng vừa qua, cái nền kinh tế của chúng ta tăng trưởng rất tốt, và thậm chí chúng ta đang hy vọng cái năm 2022 này nền kinh tế của chúng ta có thể tăng trưởng ở cái mức 8 đến 8,5%. Nhưng cái thị trường chứng khoán thì lại sụt giảm điểm và nó xuyên thủng cái mốc 1.000 điểm. Và rõ ràng là theo nhiều cái chuyên gia thì đây đang là cái mức mà tương đối thấp của cái thị trường chứng khoán Việt Nam so với cái thực tế của nền kinh tế cũng như so với các cái yêu cầu. Mà rõ ràng ở đó ấy, nó có một cái yếu tố mà chúng tôi cho rằng đó là lòng tin của các cái nhà đầu tư đối với thị trường, và lòng tin của thị trường với các cái cơ chế chính sách nó chưa hồi phục, và vì thế cho nên cái giá của cái thị trường này nó giảm thấp thôi. Thế còn về lâu về dài thì đây là một cái kênh đầu tư rất tốt. Vâng ạ, quay trở lại với kênh đầu tư bất động sản, vẫn biết là dù việc đầu tư bất động sản ở thời điểm này thì có một cái dấu hiệu là chững lại, nhưng liệu là có phải đã không còn hấp dẫn ở tất cả các dự án hay không ạ? Và ý của Thúy Dương là liệu thời điểm này có nhất định là không nên đầu tư vào kênh bất động sản hay không thưa ông? Không, bởi vì bất kỳ một cái lĩnh vực nào, kể cả là cái lúc khủng hoảng, đều có thể tạo ra những cái cơ hội đầu tư. Vấn đề là chúng ta có phát hiện ra không và có táo bạo để mà thực hiện hay không. ngay thời điểm hiện tại chúng ta vẫn đang có những cái phân khúc và những cái dự án có cái hiệu quả đầu tư tương đối cao, đúng không ạ? Đặc biệt là những cái nhà ở giá rẻ, nhà ở mà có các cái gắn liền với đất nhưng mà ở những cái khu vực nhất định nào đó nó có những cái điều kiện phù hợp thì đầu tư vẫn có lợi, phải không ạ? Và như vậy thì không nhất thiết là chúng ta không mua, mà vấn đề là chúng ta tìm được cái phân khúc hợp lý. Và đặc biệt là cũng có thể chúng ta tìm ở những cái dự án mà nó đang có tái cấu trúc, người ta có những cái ưu đãi phù hợp thì chúng ta đầu tư vẫn có thể có sinh lời, phải không ạ? Đó. Như vậy là với thị trường bất động sản thì các nhà đầu tư cần phải nghiên cứu và lựa chọn thông tin một cách chính xác, và đặc biệt là phải đảm bảo mình có một cái dòng tiền ổn định. Đúng rồi. Thì mới nên đầu tư vào kênh bất động sản. Còn ở thời điểm này, như là lời khuyên của ông, nếu như mà chúng ta có tiền mà ở mỗi kênh an toàn thì cũng nên gửi vào các ngân hàng, bởi vì hiện nay đang mức huy động tốt. Thực ra thì đã là nhà đầu tư ấy, thì chúng ta nên đa dạng hóa các cái nguồn đầu tư. Vấn đề là quan trọng là chúng ta phải là cái người phát hiện ra vấn đề để mà đầu tư cho nó hợp lý. Một lần nữa xin được cảm ơn những ý kiến chia sẻ của ông. Và thưa quý vị, với nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.